Xin chào tất cả các bác nha. Rất vui khi được gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Mạnh. Hiện giờ thì Mạnh đang có mặt ở trên đường để đi vào trong khu vực trang trại của gia đình em Dự nha các bác. Sáng ra nó hơi khàn khàn. Các bác cũng biết là trong cái thời gian qua thì là máy xúc của anh Sự đã giúp được gia đình nhà em Dự là làm cái ao. Cái ao thì là về cơ bản là đã kết thúc các bác. Chỉ còn một số những cái phần là đầm nền nữa và đang chuyển khai sang phần san ruộng. Và ngày hôm nay thì rất là đặc biệt là gia đình nhà em mới có hộ mọi người nữa là đến là để dựng lán. Đấy, như nhỏ đang ngồi chơi điện thoại. Đấy. Xin chào. Vâng, chào anh Mạnh nhá. Chào các bác, chào em Mạnh nhá. Hôm nay có gần này người nữa à? Có thêm người nữa không? Có. Chắc có. Bộ đẹp nha. Hôm nay đi làm đất là hổ dư một buổi. Không, hôm nay anh múc anh vẫn cứ múc chứ còn mọi người hộ vẫn cứ hộ chứ. Gì? Kiêm cả thợ lái máy chuyện sang cả thợ mộc nữa này. Các thợ luôn. Kiêm nhiều việc đấy nhỉ. Đấy. Các bác cũng biết là làm trang trại thì đương nhiên là phải có lán rồi. Đấy, cái việc gì nói là vẫn phải là lán trại. Buổi sáng hôm nay dựng được xong không? À xong à? Thế cái này vẫn còn cái cao cái thấp này sau phải đốn đi chứ. Chưa phải cắt. Vẫn đủ rồi mà. Chưa đầy thế rồi. Cột kèo đẹp chưa? Xà xiên xà xiếc đủ hết rồi gì đây gì? À đây dọc hai cái này rồi. Thời tiết này lại mưa. Bộ này là hình như là Xín với cả Bắc Thành đục nhiều nhất đấy, đúng không? Mấy chủ nhà nữa. Bắc Thành đo ấy. Bắc Thành nhất đo đạc nữa. Thợ già. Chuyện xong. Đây là bộ này là trốn đi một cột này, trên kia có mỗi vì nữa. Đó. Cái này đã đo là tổng bao nhiêu bờ lô chưa? Độ chiều dài chiều riêng này. Rộng là bao nhiêu mét? Mỗi bên này là bao nhiêu đường bờ lô? 3 6 3 hàng. 2 hàng à? 3 hàng. Dài thế cơ à? Vâng. Mét rưỡi một tấm rồi đúng không? Vâng. Thế bằng khoảng bao tấm bờ lô? Là 54 tấn à, 56 tấn à. To nhỉ. To ngang như cái nhà rồi đấy nhỉ. Anh nhìn có võ công ấy chứ nhỉ. Hả? Dân thủy điện về làm dân đấy rồi. Thợ mộc rồi. Đóng cái pha thủy điện kia, đóng mộc hết cả tay rồi. Mộc hết tay rồi. Khiếp nhỉ. Ở đây qua đây ra đây anh bảo là đây là có tất cả mọi người đây mới cả qua video thì các bác cũng biết là trong cái thời gian qua ấy, là Mạnh có hỗ trợ bà con mở đường này hay mở ruộng mở ao này. Thế thì trong cái thời gian là Mạnh có bán một ít sản phẩm qua kênh thì các bác đã ủng hộ cho Mạnh thì hôm nay thì Mạnh mới sẽ giúp cho gia đình nhà em Dư. Mạnh lấy những cái số tiền lãi mà có gửi những cái hàng đó cho các bác thì hôm nay là Mạnh có được một chút tiền lãi thì Mạnh sẽ giúp cho gia đình nhà em Dư là 2 triệu. Đấy, 2 triệu này em có thể là để mua bờ lô nhá, để về lợp cái lán này, nó làm một cái việc gì đó nó, hoặc là ví dụ như là nó có thiếu một tí thì em cũng bỏ ra thêm vào đấy. Còn anh hôm nay là anh giúp cho gia đình nhà em là 2 triệu đây nhá. Đây các bác, đây là tờ 500 nha, không phải tờ 20 đâu. 500 nha. Đây. Đấy. 2 nữa này. 4 này. 6 này. 8 này. 10 này. Đấy, đây là tổng 2 triệu. Đây là anh giúp cho em là để mua bờ lô. Đấy. Em cần đến anh. Đấy nhá. Tôi cố gắng để làm những cái gì đó là làm sao cho nó tròn trịa hết nhá. Vâng.
Thì máy xúc thì các bác cũng biết là bên anh Sự thì vẫn đang tiếp tục là để san ruộng đây. Thì qua video một lần nữa Mạnh cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý nhà hảo tâm, hay là các bác trong thời gian qua vẫn luôn luôn đồng hành cùng bà con ở tại Lũng Cáng đấy, rất là nhiều. Hôm nay thì Mạnh cũng không biết nói gì hơn nữa đấy. Còn cái khu vực này là sau này là sẽ tiếp tục là bập xuống và san ra tiếp là thêm là một đám nữa nhé. Công trình thì rất là nhiều luôn, làm ao làm ruộng. Đang ươn ươn gì ấy, vẫn chưa bơm xong mà anh Sư? À, vẫn còn hai cái nữa. À, thế hôm nay khéo xong rồi đấy. Hôm nay khéo xong đấy. Chỗ này được nhiều đấy. Đám ruộng này cực to luôn nha các bác nhé. Đám ruộng này to hơn cái ao kia. Đấy, dư sau này là nó không lo gì về về gạo thóc rồi, bởi vì ở đây một đám nữa rồi, xong dưới này được một đám này nữa. Anh Sự là có biết là một sào ruộng là bao nhiêu ấy không nhỉ? Thước không nhỉ? Hả? Ờ. Có biết không nhỉ? À, không biết à? Một sào ruộng là có 15 thước nhé. Đây các bác. Ruộng là sau này là đi liền với cả mặt bờ đây luôn. Đấy. Cái khu bờ này là Mạnh cho anh Sự là làm nó to hơn một tí. Bởi vì là sau này là cái khu vực này nó sợ nó nún hết các thứ thì sẽ cào luôn cái phần đoạn bờ này lấp xuống thì nó sẽ dễ hơn. Còn phía ngoài ở khu vực này thì là đoạn này là gần như là không động đâu, chỉ có sạt sạt một tí ở dưới chân. Anh Sự ơi, xong là dồn luôn ở phía này đi, dồn luôn ở phía này để cho nó ra đây luôn nhá. Đây này, cho nó xuống khu vực này luôn này. Đây ra em bảo đó. Đây xong anh dồn luôn đoạn này xuống đây ra đây một tí nữa này. Xong còn đâu cứ đẩy thẳng nữa. Làm đến đâu là lấy luôn cái phần này nhá, cho nó bằng luôn. Đây này, chỗ này đang thấp lắm này này. Chỗ này cứ phải cao lên. Bởi vì đoạn này đang là đất mượn nhá. Cho nó cao lên lệch mấy trong kia tầm khoảng độ 30 phân. Sau này nó khắc nún xuống là vừa. 30 phân là bằng này này. Đấy, anh Sự là nói có sách mách có chứng các bác ạ, nó phải cao bằng này. Đó. Là nó nguyên ở cái đoạn này thôi. Thôi tiếp tục đi. Cứ lấy dồn dồn xong là đẩy ra góc này nhá. Để cái đám trên này nó cũng cua tròn, để sau đám dưới này nó cũng tròn theo.
Đấy, hôm nay dẻo đấy. Đấy, lấy ít một thế thôi. Đúng rồi đấy. Đấy, mình chỉ cào sờ sờ thế thôi, đừng có bấm hẳn xuống. Cao nhá. Dựng lên thấy cao. Nào, có cần phải hô không nào? Xin chào. Đổ đấy. Làm xà xiên này khỏe. Kích quá à? Phải đéo đi à? Không ăn thua kìa.
Nó cứ ôm cột này thôi. Không ôm dính đổ á. Vừa nói cái muốn đổ à? Nam Xiên này nó khỏe này bác Thành. Bên kia đang vặn kìa. Bên kia đang bị vặn. Cái này lỗ bé quá rồi.
Lán này to hơn nhà các bác. To.
Đưa cái cây dài lên cho chú xì, chú ấy thụi cho. Yếu quá rồi. Này nó đúng là nó bỏ ăn 4 bát 5 bát cơm rồi. Trơn đấy. Thấy rồi.
Chọn kia nó chọn táo mi kia. Nó phải có chỉ to ra thôi. Ra á? Nó phải nói bác á.
Cái làn nó đẹp đấy, được đấy. Kể bộ cột này, tuyệt vời đấy. Quá đẹp luôn. Cao một tí nữa. Lán nhà Điếc Công Tử gần bằng này. Bé hơn tí. Cao một tí nữa trên này làm nó ở tầng trên này. Ở tầng trên à? Xa nhà xa luôn. Của nhà chú Sì có tầng trên không? Có. Ai à, hai tầng à? Hai tầng ạ. Cái nhà lán chỉ có hai tầng chứ. Chú Sì này hai lán đúng không? Ở trên kia một lán, dưới này một lán. Vừa rồi là cáo nó luộc trứng gà ăn mất à? Ai hết trứng gà? Cáo nó tự 18 quả ăn để 2 quả cho con gà bé. À. Con cáo này ăn ngoài. Cáo nó tự biết đi đun lửa ấy. Ủa chị à, hốc cái hốc đơn mượn rồi. Cái gì? Đó là. Đó. Nào, 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 hai ba nào. Hai ba. Đó. Có về nó. Cho nó lên đây chị. Lúc mà xây lên nó lại cấu phải nó.
Thời tiết này là mưa phùn rất là dày nhé các bác. Thôi qua đây Mạnh cũng xin kết thúc video ở tại đây và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo. Đây đang là một phần nhỏ của đám ruộng mà anh Sự đang làm cho gia đình em Dư.